hoàng có dạo ha, anh thì chuyên đi có dạo, hôm nay anh chém gió sơ về cái việc là học bắt em này học cái gì rồi cơ bản là về Java ha, còn Huy thì giới thiệu cho các bạn luôn Huy ơi. Chào các bạn ha, anh là anh Huy đến từ trung tâm đào tạo lập trình ha. Thì bên anh hiện tại là chuyên đào tạo về lập trình website, có một cái khóa bên anh đang rất là muốn giới thiệu đến các bạn đó là lập trình Java Backend á. Thì đây là một cái hướng rất là hay, thế giới chúng ta đang quay lại cái việc là dùng Java làm backend, cho nên là livestream hôm nay anh cũng và anh Hoàng cũng muốn giới thiệu đến các bạn đến cái ngôn ngữ Java và đặc biệt là các framework Java Backend ha. Thì là tụi mình sẽ chia sẻ về công việc của các em là làm cái gì và làm ngành này mà làm Java làm các em thì lương ra sao, công việc đồ nhiều không, tiếp theo đó là những bạn nào mà cần tố chất gì, cần cái đặc tính gì thì có thể theo cái hướng này, và cuối cùng là mình sẽ chia sẻ một số cái lộ trình học mà có thể đủ khả năng để các bạn đủ cái tầm gọi là junior hoặc là fresher để các bạn vào các công ty xin việc. Chứ còn thật ra không có bạn nào mà học hết mà thành senior đâu nha, chỉ có học để làm gọi là tầm beginner junior thôi rồi vào công ty làm một thời gian á thì mới lên lên được nha. Rồi tiếp theo là Huy thì chia sẻ thêm về cái khóa học bên Cybershop. Thì có một bạn hỏi vui trước đó là đi Java sống được mấy năm nữa à? Thì thật ra nó sống đã mười mấy 20 năm rồi, 20 năm rồi chắc nó vẫn sống vô tư nha. Anh nghĩ gần đây nhiều người kêu Java nó chết này nọ lắm, nhưng mà đứa nào kêu chết anh không rõ, chứ còn thật ra thấy nó sống dai lắm nha. Anh đi tìm việc ở đây thì người ta vẫn tuyển Java ầm ầm. Em thấy một điều á là mấy cái framework mới sau này có vẻ chết nhanh hơn là Java đó, thì Huy chúng ơi ta ơi cùng đi đến nha các bạn, chúng ta cùng từ tìm hiểu thử ha. Rồi đầu ok tiên anh thì hỏi. trước khi đến với cái phần là Java backend á thì chúng ta cần phải nói một chút là backend là làm cái gì đã. Có nhiều bạn vẫn chưa phân biệt được là frontend và backend thì các bạn cứ coi cái chữ ha. Ví dụ chữ front là phía trước và chữ back phía sau thì mình cứ nhớ vậy thôi. Frontend á thì nói chung là người làm phần giao diện ha, người lập trình phần giao diện cho người dùng. Còn người backend á là làm phần phía sau, sau thì mình làm cái gì. Rồi thì đầu tiên á mình sẽ có, các bạn thấy là mình sẽ có các chức năng như là đăng ký, đăng nhập hoặc là tìm kiếm hoặc là dõi hàng nè. Người làm giao diện á thì họ sẽ có nhiệm vụ bố trí những cái text box, những cái nút trên giao diện người dùng. Ví dụ như chẳng hạn việc đăng ký tài khoản nè, sau khi là mình, cái người frontend đã lấy được tất cả thông tin về tên tài khoản nè, họ tên người dùng nè, frontend nó sẽ gửi dữ liệu đó đến cho mình là người backend thì mình sẽ lưu trữ vào cơ sở dữ liệu ha và trả lại cho người dùng thấy là à mày đã đăng nhập thành công rồi ha. Đó Đó là là những ý cái đầu khái tiên. niệm, những cái chữ này gọi là dễ, còn chữ này khó thì cho các bạn vào Google chẳng hạn thì người làm ra cái text box trong Google á là front end, nhưng khi các bạn nhập cái cung search vào á mà nó hiển thị cái gì đó, đó là những anh back end người ta làm ra những cái đấy để cho cái dữ liệu các bạn đưa lên nó sẽ tìm kiếm ở đâu, tìm trong index thì nó hiển thị ra. Không mới là back end là làm những thứ liên quan nhiều tới dữ liệu, ví dụ như là các bạn làm cái trang như là thanh toán hay cái đăng nhập vân vân á, về cơ bản nó vẫn chỉ là quản lý và lưu trữ và xử lý dữ liệu. Tức là người back end á sẽ là cái người mà sau khi là có dữ liệu xong á thì họ sẽ lưu vào database rồi họ lấy ra, họ cho phép chúng ta tính toán. Rồi ví dụ nhiều cái chức năng ví dụ như là bạn muốn xem report trong tháng này á mua được bao nhiêu đơn hàng nha, thì cũng là những người back end, người ta viết câu lệnh, người ta đọc dữ liệu ra, người ta xử lý nó để người ta đưa kết quả ra. Tóm lại là back end còn làm những cái thứ như là quản lý và lưu trữ và xử lý dữ liệu. Nói chung là các bạn sẽ làm được cái dữ liệu khá là nhiều, từ query cho tới biến cái điều kiện thành kiểu kia, xong rồi là kết nối dữ liệu giữa nhiều hệ thống với nhau thì cũng là back end hết á. Các bạn có thể coi cái hình bên phải nè, mình sẽ có người dùng là cái người đang trình duyệt web đây, họ đang dùng web ha, họ sẽ gửi thông tin cái mũi tên màu đen nè, các bạn thấy mũi tên màu đen ha. Thật ra không nhất thiết là web đâu các bạn, nếu mà các bạn làm backend thì có thể là nó từ một cái thiết bị di động cũng được, có thể là iPad, có thể là điện thoại. Người dùng sẽ gửi cái request yêu cầu đến, đây các bạn có mũi tên đen ha, rồi thông qua đường truyền internet gửi đến máy chủ của mình ha. Đây mình là người lập trình cái này đây, rồi server mình thường những cái chức năng mà người dùng thao tác á, thì mình số cái mình sẽ phải lưu lại cơ sở dữ liệu ha, hoặc là mình gọi đến cơ sở dữ liệu để mình lấy dữ liệu cũ ra để mình so sánh. Từ cơ sở dữ liệu họ sẽ trả lại cái mũi tên đỏ đây, các bạn thấy mũi tên đỏ đây ha, nó sẽ trả lại cho máy chủ của mình dùng cái cơ sở dữ liệu mình vừa mới lấy ra đó, mình làm cái gì đó lại rồi trả lại được cho người dùng ha. Các bạn thấy mũi tên đỏ đây đó, mình trả lại cho người dùng ha, tùy vào người dùng request mình cái chức năng gì đó. Đây là một cái sơ đồ cơ bản về backend. Rồi còn ví dụ ngoài ra nhiều khi các bạn có làm web chẳng hạn, người ta là app mobile á, ví dụ như là Facebook chẳng hạn, thì cần phải có những cái người viết API. API tức là những cái để cho web hoặc là cho di động nó sử dụng để mà nó có thể lấy thông tin hoặc lưu trữ thông tin. Ví dụ như là Foodie chẳng hạn, nó có app di động á, thì đằng sau nó sẽ có một cái web service hoặc là web API, nó cho chúng ta là tìm kiếm địa điểm ăn uống rồi lấy địa điểm ăn uống đăng review như thế nào á. Thì người backend á là những người viết ra những cái đó, viết những cái web API hoặc là web service đó đó. Và còn cái quan trọng hơn á là người backend á là người ta, các bạn làm việc trực tiếp với lại cơ sở dữ liệu, nên là các bạn còn phải biết sơ về bảo mật và về optimize hệ thống. Thì bảo mật là gì? Nghĩa là người backend là những người viết câu lệnh query nè, các bạn là những người nhận dữ liệu từ phía client này, nên các bạn phải biết bảo mật để các bạn đề phòng là hacker nó tấn công hệ thống như thế nào, nó đưa dữ liệu rác như thế nào thì bên các bạn phải xử lý. Và tiếp theo optimize tức là nhiều khi các bạn sẽ làm việc rất là nhiều dữ liệu, các bạn phải tìm hiểu như là caching tức là lưu dữ liệu ở đâu nè, rồi viết câu query ra sao, rồi trong cái dữ liệu thì đánh index như thế nào để cho nó chạy nhanh này, nó không có tốn tài nguyên nè. Tại vì các bạn không cẩn thận các bạn viết code ẩu á, là cái máy nó chạy quá RAM hoặc là quá lượng hay nó không xử lý được nhiều, thì người backend là người chịu những trách nhiệm làm đủ thứ cái việc đó hết á. Nên là một cái giao diện đẹp á là những cái thằng frontend giỏi nhưng mà hệ thống chạy nhanh chạy ổn định á là nhờ những ông backend vậy ha. Ok, tiếp hai vậy chúng ta sẽ đi tiếp phần tiếp theo ha.
Một cái chủ đề rất quan trọng khi mà các bạn chọn ngành. Hiện tại anh thấy đa phần các bạn hỏi chọn khi mà chọn một cái hướng nào đó trong lập trình, các bạn đều hỏi hướng nào cho em lương cao. Nhìn chung á thì các bạn mà làm hiệu quả công việc càng cao thì lương các bạn càng cao thôi. Tuy nhiên là đặc thù của Java thì theo anh khảo sát thì Java lương khá là cao so với những cái nhóm khác. Khi mà các bạn học backend á là các bạn phải học khá nhiều, đặc biệt là Java. Thì ở đây các bạn coi là Java ha, anh chẳng hạn như trên IT Việt anh chỉ search chữ Java thôi ha, nó có 200 job. Chẳng hạn như là bên Vietnamworld anh search ha, các bạn thấy đây nó có 427 job ha. Và ngoài ra nó đây một số gửi cái công ty rất là lớn, chẳng hạn như đây Global Cyber Shop này ha, Muludu là những công ty khá là nổi tiếng, khá là lớn đó. Đúng chuyên rồi. Gia công các phần mềm thì họ tuyển nhân sự liên tục luôn. Đây các bạn thấy lương thể tới $2,500 ha. Hồi chiều thì anh thấy Momo nó cũng đang tuyển, cục tuyển Java luôn á. Bạn nào biết Momo thì biết dạ. Dù Java thật ra nói là Java nó không phải là cái gì đó là nó không mới quá thời đại là nó hot gì, nhưng mà nó vẫn là đều đặn. Để là học Java ra thì không lo chết đói, tại vì công ty to cũng có xài Java, công ty nhỏ cũng xài Java. Đặc biệt là thời anh đi tìm việc nước ngoài á thì mấy job Java nhiều lắm luôn so với mấy cái khác liền. Em cảm thấy ai học ở Java rồi là ôm công ty, một công ty làm hoài luôn. Java thật ra bây giờ nó không phải là trendy, nó không phải là hot, nhưng mà nó gọi là nó quá phổ biến rồi, thì công ty nào cũng có hệ thống chứ xài Java cả. 50 năm nữa thì người ta vẫn xài Java thôi, mặc dù giang hồ đồn là Java sẽ chết này nọ, nhưng mà giờ nó vẫn sống nhăn ra. Mấy cái gọi là hot hot như là Python rồi CS này nọ thì ngang tiếng là hot, là đang lên, nhưng mà thật ra tìm số lượng job thì cũng không có nhiều bằng Java. Tố chất của một lập trình viên backend nói chung ha, và lập trình viên Java backend nói riêng là gì? Để mà trở thành một lập trình viên backend thì các bạn sẽ có một chút khác biệt so với frontend ha. Thì đầu tiên là đặc điểm chung của lập trình viên, chúng ta phải đam mê lập trình rồi. Bởi vì thứ hai là tư duy logic ở bên backend nó khá là cao, bởi vì hầu như chúng ta làm việc xử lý trên dữ liệu, xử lý trên số học không à, nên chúng ta cần phải có một cái đầu óc tư duy khá là tốt. Ngoài ra là chúng ta phải điềm tĩnh nha các bạn. Các bạn làm frontend á thì nếu như là các bạn làm thì các bạn đang làm cho người dùng bên ngoài thôi. Bên ngoài giao diện nó bị sai nhưng mà máy chủ mình nó vẫn đúng thì nó không sao cả. Nó vẫn không gây thiệt hại cho công ty. Đúng rồi. Nhưng nếu mà các bạn làm máy chủ mà các bạn mất điềm tĩnh, chẳng hạn như một bốc đồng các bạn cãi nhau với sếp, các bạn xóa hết cả sự dữ liệu của công ty thì đó là một cái hậu quả cực kỳ kinh khủng. Hoặc là các bạn code chức năng mà các bạn không test kỹ, các bạn làm một cái lỗ hổng thôi thì nó bị crash hoặc là gì đó. Đó là rất là nguy hiểm luôn. Cho nên là cái người làm backend cần phải điềm tĩnh một chút các bạn ha. Không biết tại sao chứ em thấy em kinh nghiệm mình đi làm thì là các bạn backend, các anh backend mới đúng, chứ anh đó toàn thường là khoảng 27 tuổi trở lên. Nếu mà các bạn trẻ thường là những cái bạn rất là sống nội tâm, các bạn rất là hiền lành. Anh thì anh làm full stack thì cả gì anh cũng chơi đó, thì đó là cũng đụng việc của back end. Tóm lại một tí là back end thường là anh Huy nó đúng, có nghĩa là các bạn làm front end á, các bạn có làm sai thì cùng đó nó bể giao diện, một nó hư nó mất cái nút này, một con làm back end mà xui xui làm sai là một hệ thống nó sập, hoặc là nó quá tải, hay là dữ liệu nó mất, hoặc là nó thiếu gì đó, thì hậu quả nó khá là nghiêm trọng hơn so với front end đó. Nên là nói chung là cần phải điềm tĩnh xử lý công việc. Ví dụ như là đang cỡ 10 giờ sáng mới lên công ty, tự nhiên sếp kêu là server sập chẳng hạn, là cũng phải bình tĩnh mà mở ra xem log xem là server sập kiểu gì, là sao restart vân vân á. Nói chung là cần phải kiên nhẫn hơn tí và cần chịu trách nhiệm cao hơn front end một tí, tại vì mình trách nhiệm cao nên là đó, hậu quả cũng bự lắm. Rồi tiếp theo là có khả năng tự học và cập nhật kiến thức ha. Cái này thật ra là nó đặc điểm chung trong ngành lập trình luôn. Nhưng mà riêng với backend ấy, ta thường hay là cứ bị an phận á. Các bạn xây một cái hệ thống lên á, các bạn thường xây dựng ở đó luôn, các bạn không phát triển lên nữa. Thường là những người làm backend thường hay họ hay bị bão hòa á, cho nên là các bạn cần tự liên tục cập nhật. Nói chung là mình đôi khi mình phải liền một chút, mình nâng cấp máy chủ mình lên và một cái framework mới chẳng hạn. Với lại nói chung một cái là backend thì cần phải hiểu sâu, tại vì backend làm việc với rất là nhiều thứ. Các bạn làm việc không chỉ làm việc với web server, ngôn ngữ các bạn gọi là việc database, rồi các bạn đưa lên các bạn biết là nó nằm trong web server nào, rồi OS nó chạy như thế nào, rồi một hệ thống nó không chỉ có một phần mà nó có rất là nhiều phần liên quan với nhau. Nên là các bạn học frontend thì các bạn học rộng, học biết được, nhưng mà các bạn học backend là các bạn phải hiểu sâu một vấn đề và nắm vững một cái. Do vậy là mấy ông học Java thì người ta hỏi rất là kỹ, không chỉ hỏi như là anh biết cái này cái kia mà có thể nắm sâu vào, như là phiên bản này thì setup như thế nào, rồi lập ví dụ như là trên server này á mà lập trình concurrency thì như thế nào đó. Nên là các bạn học cái này là học sâu và nắm rất là vững ha. Rồi tiếp theo là ghiền tu đến mức không thể tu được nữa nha các bạn. Như hồi nãy này cũng nói rồi đó, khi các bạn làm backend thì là nhiệm vụ chúng ta đó là một cái web ổn định ha, một web thực thi một cái chức năng rất là nhanh. Các bạn hiểu là không ai muốn xài một cái web mà các bạn bấm cái nút đăng nhập cái mà nó quay hoài hồi nữa mới phản hồi là đăng nhập thành công thì rất là khó chịu. Cho nên là chúng ta cần, cái người làm backend cần phải làm cái máy chủ cực kỳ tốt nhất có thể. Ví dụ như là trong trường hợp người dùng mà mạng yếu thì không nói, nhưng mà nếu mạng người ta tốt thì người ta cũng muốn là cái hệ thống mình đáp ứng người ta tốt. Các bạn giống như các bạn chơi game rồi đó, các bạn cảm giác như là dù đường truyền các bạn tốt nhưng mà vào game nó cứ lắc giật thì bạn rất là khó chịu. Là trong khi bạn vào những cái game mà nó mượt mà nó chơi thì bạn cảm thấy rất là dễ chịu, đúng không? Đó thì thêm một cái nữa là nói chung là phải cẩn thận, làm hệ thống chạy nhanh là cái gì hết, nó phải ổn định nữa. Nhiều hệ thống rất là quan trọng, nó chỉ cần sụp cả nửa tiếng thôi là công ty thiệt hại cả triệu đồng hoặc là cả triệu đô luôn á. Các bạn code mà các bạn kiểu lơ mơ một tí là thiệt hại hơi bị bự. Với lại cái việc mà tối ưu á, tức là tối ưu nó cũng có chừng mực, tức là tối ưu để hệ thống chạy được, nhưng mà các bạn lên vị trí cao các bạn thấy là thời gian bỏ ra tối ưu như thế nào cho hợp lý. Nghĩa là chức năng nào ví dụ các bạn tối ưu từ 10 giây xuống 1 giây á thì được rồi, nhưng mà từ 1 giây mà xuống còn 0,5 giây mà tốn cỡ 1 tuần á thì thôi bỏ
bộ qua làm cái khác. Một cái nữa đó là cái việc Huy kể đó là phải có khả năng hack cheat, thì anh kêu rồi những người làm back end này các bạn làm việc trực tiếp với lại database này nọ, với lại hệ thống, với lại máy chủ luôn. Các bạn code mà sơ sai, các bạn không biết cái bọn hacker tấn công cái gì á, thì các bạn sẽ dễ để lại lỗ hổng bảo mật này, rồi dễ bị tụi nó DDoS để tụi nó làm đủ trò này. Nên là các bạn biết cách hack cheat á thì các bạn sẽ biết cách đề phòng hơn, nghĩa là phải đi ăn trộm để biết cách chống trộm như thế nào ha. Rồi, lộ trình học để cho thành một Java này ha. Đây là lộ trình cho Java nha. Còn về các mọi khác thì nó sẽ có hơi khác một tí. Thì đặc điểm chung thì vẫn là học về web, về server, về các mô hình, về các button. Nhưng mà đây là lộ trình để nói cho Java nha. Còn nếu sau này tụi anh mà cái lộ trình cho các ngôn ngữ khác ha. Thì một lập trình viên Java end á thì mình cần phải học lập trình hướng lý tưởng trước ha các bạn ha. Chúng ta học lập trình back end Java thì chúng ta cần phải có biết rõ về lập trình hướng lý tưởng trong Java. Rồi sau đó là chúng ta sẽ phải học về nền tảng cơ sở liệu ha, là SQL, để chúng ta học hiểu, chúng ta hiểu rõ về cơ sở liệu là gì, cơ sở liệu có quan hệ phi quan hệ. Và chẳng hạn như là hiện nay là bên Salesforce anh đào tạo là có hai cái cơ sở liệu, thứ nhất là MongoDB là phi quan hệ và có MySQL là có quan hệ. Thì khi mà có quan hệ chúng ta phải học những cái câu lệnh truy vấn trên nó nữa đó, cho nên là chúng ta cũng phải học qua cái khái niệm này. Còn ngoài ra là làm một backend thì chúng ta không phải là chúng ta cứ không hệ thống không rồi. Chúng ta cũng phải biết làm frontend nữa, chúng ta phải hiểu vai trò frontend là gì, chúng ta biết trả về cho những người frontend nó hợp lý, và đồng thời là có thể kiêm nhiệm hoặc là sửa chữa những cái chức năng mà không đáng kể, phải kêu một bạn frontend ra, hoặc là phải biết cái đó thì mới nói chuyện với bạn frontend được, chứ không tụi nó nói không hiểu nữa thì khó làm việc lắm. Đó là những cái tiên quyết đầu vào thôi. Sau đó chúng ta đi vào cái Java end đầu tiên, đó là cái framework Servlet ha. Thì Servlet thì nó có chẳng hạn là cookie, session và MVC, rồi JDBC chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ học một số cái design pattern bên các framework Java end. Chúng ta đi đến cái đặc biệt cái thằng Spring ha, thì cái khóa học bên Salesforce của anh thì đào tạo chuyên về Spring, thật ra là dành rất nhiều thời gian cho Spring. Thì tại vì Spring thì hiện tại người ta xài rất là nhiều, nó là một cái framework là phổ biến nhất ở Việt Nam luôn rồi, đi tìm việc nào nó cũng tuyển Spring cả. Spring thì nó kéo theo nhiều thứ để học lắm các bạn, Spring MVC, Spring Boot nè, rồi Spring Security, rồi Hibernate chẳng hạn vậy. Đó, nó có rất nhiều những kiến thức chúng ta phải học theo. Cuối cùng là chúng ta sẽ phải học thêm một số các tool để chúng ta làm nhóm như hệ như Git, SVN nè, rồi chúng ta học cái cách mà unit test để chúng ta test thử cái chức năng sau khi chúng ta lập trình. Chứ có nhiều bạn lập trình xong là cứ quăng đi, cứ nghĩ là chắc ai đó sẽ test cho mình, chắc tester sẽ test cho mình, cứ code xong bỏ đi. Đó, rất là kỳ ha. Ngoài ra chúng ta còn phải học deploy dự án nha các bạn. Các bạn làm server mà các bạn không code xong rồi không biết chạy được trong máy, không có chạy được ngoài là cũng dễ có vấn đề lắm. Đúng rồi, cứ chạy local hop thì cũng không ổn tí nào ha. Rồi nhưng mà đặc biệt một cái là các khóa học, các dự án trong khóa học này chúng ta đều học qua dự án thực tế hết ha. Thì khóa này chúng ta sẽ ba dự án, thì các bạn có thể vừa học và vừa triển khai thực tế luôn. Đó là lộ trình học cơ bản của thì anh để anh bổ sung thêm một chút, đó là đầu tiên là anh đã dặn lúc nãy là các bạn làm backend là phải làm việc với lại database cơ sở dữ liệu khá nhiều, nên các bạn phải học kỹ về cái môn cơ sở dữ liệu, ví dụ như là một cái bảng gồm những cái gì, rồi làm sao để viết câu lệnh query, thế database ra sao. Sau khi mà học viết query ok rồi thì bắt đầu dùng JDBC, tức là dùng Java thuần á, viết câu lệnh kết nối trực tiếp với database, xong rồi là viết câu lệnh select bình thường trong code. Rồi khi nào mà các bạn nắm vững rồi, các bạn mới bắt đầu tìm hiểu mấy cái như là Hibernate này nọ. Tại vì nhiều bạn á, các bạn nói là các bạn học Hibernate thẳng luôn, rồi các bạn biết là gọi cái này thì nó chạy cái này thôi, chứ không biết là câu lệnh SQL nó tạo như thế nào cả. Nó gọi là có ngọn không có gốc á, nó cũng khá là nguy hiểm, nên các bạn phải học gọi là học từ gốc lên ha. Và tiếp theo là cái bộ MVC á, thì MVC là có một cái Spring MVC, nhưng mà nhiều trường anh thấy người ta dạy C2 hoặc là Serverless á thì nó cũng giống MVC á, tức là cái Serverless thì nó cũng tương tự với controller luôn. Còn cái CSP với bin thì nó cũng giống với view á, thì các bạn có thể học. Và các bạn phải nắm vững cái khái niệm đó, tại vì đi phỏng vấn người ta hỏi, người ta hay đề đó, người ta hỏi lắm, nên là phải nắm vững cái đó đi phỏng vấn xin việc này nọ mới được. Và sau đó thì như Huy nói đó là phải làm giảng thực tế, tức học xong rồi nhớ nhưng mà không có code được cái gì hết thì cũng không tác dụng. Các bạn phải tự code ra cái gì đó, các bạn phải làm ra cái gì đó, các bạn có cái để show, các bạn có cái để các bạn giữ bằng kiến thức của mình ha.